Chào mừng quý vị đến với chương trình của công ty máy chế biến gỗ Thượng Nguyên. Như quý vị cũng biết là chúng ta đã có rất là nhiều thiết bị để mà chúng ta xử lý một cái mặt ghế. Ví dụ như chúng ta có là máy bào lõm mặt ghế và máy chà nhám mặt ghế và máy tubi. Chúng tôi có rất là nhiều video nói về xử lý sao cho cái bề mặt của chúng ta nó sẽ tiết kiệm nhân công và nó sẽ nhanh. Còn đến với cái chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một cái thiết bị khác nữa. Chúng ta có thể xử lý về bề mặt cạnh của mặt ghế làm sao mà cho nhanh và tiết kiệm cái thời gian trong quá trình chúng ta xử lý nhám. Giới thiệu đến quý vị, đây là một cái thiết bị. Thiết bị này thì như quý vị cũng thấy là sẽ có 3 trục. Trục thứ nhất là chúng ta sẽ có là chúng ta có thể gắn là 120 hoặc là tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Và đây là trục thứ hai và đây là trục thứ ba. Tùy theo những cái nhu cầu mà chúng ta đã chà qua cái bề mặt này. Bề mặt này chúng ta có thể chà được nhiều loại nhám khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta mới vừa ra đánh tubi xong thì chúng ta sẽ đưa qua máy chà nhám này thì nó tiết kiệm giảm cái thời gian mà chúng ta làm nguội rất là nhiều. Đó là một vài thông tin muốn gửi đến quý vị. Và bây giờ mời quý vị xem thao tác của máy. Mời quý vị xem chúng ta mới vừa chà thao tác máy ra. Đường nét rất là đẹp. Mời quý vị xem. Chúng ta chỉ cần một cái thời gian rất ngắn, từ 30 giây cho tới 45 giây chúng ta có thể thao tác ra được với một cái số lượng là 7 tấm với kích thước là 15mm của một tấm sản phẩm của chúng ta. Đó là một vài thông tin Thượng Nguyên muốn chia sẻ đến quý vị, và một lần nữa thay mặt cho ban giám đốc và anh chị em Thượng Nguyên, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thượng Nguyên trong suốt thời gian qua, và hẹn gặp lại quý vị vào video sau. Cảm ơn quý vị.